Thưa quý vị, các sản phẩm bảo hiểm trong đó có bảo hiểm nhân thọ cùng với những quyền lợi và lợi ích khi tham gia được nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều sự hoài nghi và nhầm lẫn về các sản phẩm bảo hiểm. Và trong chương trình Câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng trao đổi với vị khách mời trên chủ đề bảo hiểm nhân thọ vì sao chưa phải là lựa chọn của bạn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời, đó là anh Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và anh Nguyễn Tiến Hùng, giáo viên bộ môn bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi đến với phần trao đổi với hai vị khách mời thì chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua một đoạn clip ngắn sau đây. Trong cuộc sống, rủi ro là điều không thể lường trước. Xã hội ngày càng phát triển, việc đảm bảo cho gia đình và bản thân một cuộc sống an toàn dần trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Chính vì vậy, bảo hiểm nhân thọ được biết đến như một giải pháp bảo vệ tài chính, lại vừa là hình thức tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư hiệu quả. Trên thực tế, bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ tương lai của gia đình người mua bảo hiểm bằng một khoản tiền cụ thể, mà còn đem lại chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người mua. Theo đó, người mua bảo hiểm sẽ hoàn toàn an tâm khi chẳng may họ gặp rủi ro, gia đình của họ vẫn nhận được sự hỗ trợ tài chính để lo cho tương lai, chẳng hạn như là nuôi dạy con cái tới tuổi trưởng thành hay lo cho con cái theo học đại học, v.v. Tuy nhiên, dù đã phát triển hơn 20 năm, nhưng nhìn vào bức tranh thị trường bảo hiểm khu vực Đông Nam Á như Singapore, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm lên đến 80%, Malaysia là 75%, trong khi đó Việt Nam mới có 8%. Có thể thấy, khoảng trống thị trường bảo hiểm tại Việt Nam là rất lớn. Vì sao người dân chưa mặn mà với bảo hiểm nhân thọ? Cần làm gì để nhận thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ rõ ràng hơn? Đâu là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp ngành bảo hiểm trong việc thu hút người dân cùng tham gia? Mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện sau đây. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và chúng ta vào ngay cái chủ đề của ngày hôm nay thì cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đó thì có mặt ở Việt Nam từ 1996 đến bây giờ thì đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà thống kê cho thấy là chỉ có khoảng 8% người Việt sử dụng cái sản phẩm này thôi. Như vậy thì con số mà tham gia bảo hiểm nhân thọ trải qua 20 năm như vậy tại Việt Nam thì có phải là quá ít hay không so với lại những cái thị trường khác, và vì sao mà người dân Việt Nam hiện tại vẫn chưa có mặn mà lắm với cái loại hình bảo hiểm này? Thưa anh Dũng có thể nói vài quan điểm trước không? Tôi nghĩ là mặc dù thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển cũng tương đối nhanh đấy, tỷ lệ phát triển trung bình hàng năm là tăng trưởng khoảng 30% doanh thu phí bảo hiểm, nhưng đúng như chị nói là cái số lượng người tham gia bảo hiểm chỉ quanh quanh khoảng độ gần 8% dân số thôi. So với những thị trường phát triển như là ở châu Âu hay Mỹ hay một số nước phát triển quanh khu vực ấy thì có thể nói tới 70-80%, thậm chí hơn 80% nhân dân tham gia bảo hiểm. Ví dụ như Mỹ là khoảng 70% các hộ gia đình là có bảo hiểm, và châu Âu cũng có mức tương tự và cao hơn một chút. Vâng. Và cái số liệu nghiên cứu của anh Hùng thì sao ạ? Theo Sigma là một tạp chí chuyên cung cấp các thông tin về thị trường bảo hiểm thế giới của công ty Tái bảo hiểm Thụy Sĩ Suối Rì, thì năm 2017 thì thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đạt cái con số doanh thu là 2.800.000.000 đô la Mỹ và chiếm được là 0.11% thị phần toàn cầu. Cái con số này nếu như so với thế giới và so với châu Á thì cái tốc độ tăng trưởng của mình là thực sự là khá ấn tượng. Tuy nhiên, nếu như xét về mặt quy mô, mà cụ thể là xét về cái phí bảo hiểm nhân thọ bình quân đầu người thì chúng ta còn thua kém. Trên thế giới thì cái con số này là trên 350 đô la Mỹ cho một người, còn ở châu Á là trên 230 đô, ở khu vực ASEAN là 115 đô. Cái đó là hàng năm hay là hàng... Đó là phí bảo hiểm bình quân đầu người của tính trên mỗi đầu người năm 2017. Riêng Việt Nam mình thì đối với bảo hiểm nhân thọ thì mỗi năm mỗi công dân Việt Nam mình là khoảng 30 đô. Như vậy á, nếu như chúng ta so với thị trường Bắc Mỹ thì có Mỹ và Canada thì là trên 1.600 đô, và thị trường của Tây Âu là trên 1.500 đô cho mỗi cư dân cho bảo hiểm nhân thọ năm 2017. Như vậy khi mà chúng ta so với lại Bắc Mỹ và châu Âu thì chúng ta còn thua xa lắm. Và anh cũng có nhắc đến cái mức phí thì đương nhiên mọi người rất là quan tâm là cái việc là
họ cần phải có bao nhiêu tiền để mà tham gia được bảo hiểm nhân thọ, và đương nhiên là cái việc bao nhiêu tiền mà nó sẽ phải đặt vào cái tương quan rất là nhiều những cái yếu tố khác, ví dụ như là thu nhập của người dân, rồi nền kinh tế GDP này nọ của Việt Nam nữa. Như vậy thì theo như anh thấy, với cái mức $30 hiện tại một năm một người dành cho bảo hiểm nhân thọ ở tại Việt Nam như vậy, thì cái mức phí này nó có hợp lý hay không, và nếu như mà không hợp lý thì phải cần những cái thay đổi như thế nào? Theo tôi nghĩ cái mức $30 cho một người Việt Nam năm 2017 đó là mức trung bình cho mỗi cái mức mà chia ra cho mỗi người dân. Còn hồi nãy khi dẫn vào chương trình thì bạn có nói rằng là chỉ mới có 8%, chứng tỏ rằng là cái số người tham gia bảo hiểm thì cái mức mà để cho cái hợp đồng của họ cao hơn cái mức $30 một năm rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là các cái công ty bảo hiểm nhân thọ khi triển khai ở Việt Nam á, thì họ với mỗi sản phẩm bảo hiểm họ có nhiều cái mức đảm bảo cái số tiền bảo hiểm khác nhau. Cộng với lại là họ có thể đưa ra cái cách thu phí khác nhau, có thể thu theo 5, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng. Thì điều đó cho thấy rằng á, là cái thu nhập chỉ cần ở mức độ vừa phải là người dân Việt Nam có thể tham gia bảo hiểm rồi. Cái quan trọng là chọn cái số tiền bảo hiểm như thế nào, và quan trọng là chọn cái cách mà đóng phí như thế nào để phù hợp với bản thân của mình và với thu nhập của hộ gia đình mình thôi. Vâng. Chúng ta sẽ nói sâu hơn, nói nhiều hơn về những cái đặc điểm cũng như là những cái thuận lợi khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên á, mọi người thì cũng nghe đến rất nhiều những cái mặt tích cực của bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà bên cạnh đó thì phần lớn chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì mọi người nhầm lẫn hoặc là thậm chí là hoài nghi về cái bảo hiểm nhân thọ, và thực tế là cũng đã có những cái sự cố xảy ra giữa bên doanh nghiệp bán bảo hiểm cũng như là người sử dụng. Như vậy thì đây có phải là một cái tình trạng thực tế vẫn đang diễn ra, thì có một cái cách nào đó để mà khắc phục được cái việc này hay không thưa anh? Thực tế mà nói thì cái việc tham gia bảo hiểm nhân thọ ở những nước phát triển ấy, thì khi người ta có nhận thức rất tốt về cái vai trò của bảo hiểm nhân thọ ấy, thì cái việc đấy thì nó là việc bình thường. Nhưng mà mình thì cũng cá biệt có những cái trường hợp mà có thể là tư vấn viên tư vấn chưa được chính xác theo đúng cái nhu cầu cần được bảo vệ của người tham gia bảo hiểm, khách hàng tiềm năng ấy, thì dẫn đến trường hợp là người ta mua không đúng cái gói sản phẩm người ta cần, hoặc là những cái trường hợp là khách hàng vi phạm những cái quy định của hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ như là có một trong những cái vi phạm thường gặp nhất là cái nghĩa vụ kê khai trung thực. Trong bảo hiểm nhân thọ nó có cái nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc trung thực tuyệt đối, tức là người tham gia bảo hiểm phải kê khai trung thực tuyệt đối tất cả những cái thông tin mình biết về cái tình trạng bệnh tật hoặc là tình trạng sức khỏe của mình, tiền sử bệnh thế nào. Khi mà doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện ra thì người ta có thể đơn phương đình chỉ hợp đồng theo cái điều 19 luật kinh doanh bảo hiểm. Cái thứ ba nữa là tất nhiên là những cái khi mà sự kiện bảo hiểm xảy ra nó thuộc trong cái những cái điểm loại trừ của hợp đồng bảo hiểm, thì đương nhiên là người tham gia bảo hiểm không được chi trả quyền lợi bảo hiểm. Đấy là một những cái mà khi tham gia bảo hiểm, lẽ ra người tham gia bảo hiểm ấy thì cần phải đọc kỹ cái hợp đồng bảo hiểm. Có hai cái điều tôi xin lưu ý. Thứ nhất là khi tham gia bảo hiểm, là người tham gia bảo hiểm nên là đọc kỹ cái giấy yêu cầu bảo hiểm ấy, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đọc kỹ và trả lời các câu hỏi và ký tên, mình ký tên vào cái đó. Cái thứ hai, kể cả khi đã tham gia bảo hiểm rồi, trong vòng 21 ngày đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm thì nó luôn có một cái khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian tự do xem xét cân nhắc. Thì trong 21 ngày đấy thì người tham gia bảo hiểm kể cả đã đóng phí rồi, phí kỳ đầu rồi, nhưng khi mà người mình về mình có thời gian mình đọc kỹ lại hợp đồng bảo hiểm, mình thấy là nó không phù hợp, thấy những điểm chưa rõ mình có thể điện mình hỏi, hoặc thậm chí thấy nó không phù hợp với mình nữa thì mình hoàn toàn mình có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hủy cái hợp đồng đi, và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hủy hợp đồng và hoàn toàn phải có trách nhiệm hoàn trả cái phí mình đã đóng, trừ đi những cái chi phí đã phát sinh do doanh nghiệp bảo hiểm, ví dụ như chi phí doanh nghiệp bảo hiểm đưa cái người tham gia bảo hiểm đi khám y tế thì trừ đi thôi. Cho nên là cái việc mà người được bảo hiểm là có cái cơ hội như thế. Và cũng như anh Dũng nói rằng là khi mà chúng ta ký kết một hợp đồng bảo hiểm thì đối với người sử dụng đó, khách hàng cần phải đọc rất là rõ những cái hợp đồng bảo hiểm và cần phải nghiên cứu, cũng như là sau khi mà tìm hiểu rõ rồi thì phải có được những cái sự thay đổi nếu như mà thấy những cái sản phẩm này không phù hợp với mình. Thì ngoài ra những cái điều này mà khách hàng cần nên làm thì theo anh Hùng, chúng ta cần phải làm có cái gì khác không để mà cái sự minh bạch giữa hai bên nó được cải thiện hơn so với cái thời gian trước? Theo tôi nghĩ thì với trên 90 triệu dân thì không phải là ai cũng có thể có cái kiến thức sâu về bảo hiểm. Như vậy thì để có thể làm tốt hơn thì tôi nghĩ là mỗi người dân trước khi đi mua bảo hiểm
thì họ cần thiết là phải lựa chọn cho mình một cái người tư vấn sao cho có tâm và có khả năng tư vấn đầy đủ về mặt chuyên môn. Thứ hai là khi chúng ta đã bỏ tiền ra mua một sản phẩm nào nói chung và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nói riêng thì chúng ta cần phải bỏ thời giờ để chúng ta hiểu một cách tường tận nó hơn, hiểu đúng nó hơn và xem coi nó có phù hợp với nhu cầu mình hơn. Chứ không phải là chúng ta để mặc cho những người khác có thể chăm lo cho hợp đồng chúng ta. Thì như vậy thì cái vấn đề tranh chấp nó sẽ giảm xuống thôi. Vâng, và chắc chắn là chúng ta đang trải qua một quá trình mà như anh nói là cái sự minh bạch giữa cái người sử dụng bảo hiểm cũng như là doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang dần dần được tăng lên và đã và đang có rất là nhiều cái biện pháp để mà chúng ta khắc phục được cái tình trạng này, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về cái chủ đề này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Cảm ơn anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện Kinh doanh, và ở phần tiếp theo chúng tôi sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời về nhu cầu của bảo hiểm nhân thọ của người dân hiện đang thay đổi như thế nào qua thời gian. Xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh.